Ok, hello xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Bá Tùng. Thì hôm nay tiện đây có một câu hỏi của các bạn là tên Hải Võ là rất hay này. Anh hướng dẫn chạy quảng cáo từ A đến Z đầy đủ nhất đi. Đấy, chứ có mấy nick nó hạn chế hết thì lấy nick đâu thì chạy cho đủ. Thì cái câu hỏi này là câu hỏi rất là hay. Hướng dẫn nhưng mà thứ nhất là hướng dẫn đầy đủ từ A đến Z đã có. Cái thứ hai là bạn không có tư duy. Bạn không có tư duy làm quảng cáo, vậy nên là các bạn đang học một cách gọi là học vẹt. Người ta chỉ cho các bạn là bấm cái nút A, nút B, nút C thì các bạn bấm được, nhưng khi những cái nút đấy nó cần phải có những cái điều kiện để giúp cái nút đấy nó chạy thì các bạn lại không tư duy được. Thì trên kênh YouTube này của mình hướng dẫn rất nhiều thứ, đặc biệt là về phần tư duy, nhưng mà các bạn những cái video về tư duy thì các bạn không xem. Vậy nên video này mình sẽ làm một cái video, tức là muốn chạy quảng cáo Facebook thì các bạn phải làm gì, đúng không nhỉ? Làm nào, hay là các kỹ năng. Đấy, mình sẽ làm một cái video hôm nay sẽ là video nói về những cái kỹ năng mà các bạn cần có để các bạn chạy được quảng cáo Facebook. Chạy được quảng cáo Facebook thì cái thứ nhất, kỹ năng số 1 đó là các bạn sẽ cần phải có kỹ năng làm content. Làm content ở đây thì các bạn có nghĩa là thứ nhất các bạn phải biết viết content. Đừng nghĩ là các bạn viết một vài dòng các bạn đang viết ở trên fanpage của các bạn bán hàng. Ví dụ như hôm nay Big Sale giảm giá 50%, sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm C có giá như này, đúng không ạ? Thì đấy chưa hẳn là content, đúng không ạ? Đấy chỉ là một cái nơi chào hàng, một cái nơi bán hàng gọi là đơn giản nhất mà các bạn có thể viết được. Vậy nên kỹ năng cần phải học cách viết content. Thứ hai là cách làm hình ảnh, video, đúng không nhỉ? Cái tiếp theo là các bạn cần để chạy được quảng cáo Facebook, các bạn cần phải nắm rõ được các cái kỹ thuật quảng cáo Facebook. Đấy, trường hợp đầu tiên là đầu tiên này, cái số 1 là các bạn sẽ phải cần cái đơn giản nhất, đó là gì? Biết cách setup một chiến dịch quảng cáo, tức là tạo ra một cái chiến dịch quảng cáo hoạt động. Cái số 2, các bạn sẽ cần phải biết một cái những cái khâu thủ tục, gọi là ví dụ như đây là xác minh danh tính, tạo fanpage, chia sẻ, hay là share quyền, tạo fanpage, tạo và quản lý tài khoản quảng cáo. Cái số 3 ở đây đó là gì? Các cái kỹ thuật hay thủ thuật để kháng nghị quảng cáo. Và cái số 4 ở đây mình sẽ viết riêng, cái này vô cùng quan trọng, đó là gì? Các bạn sẽ cần phải có quy trình làm quảng cáo Facebook. Quy trình này nói thật ra nó cũng rất đơn giản. Đó là gì? Thứ nhất là cách xử lý các con view mua về. Cái số 2 là cách quản lý dàn tài khoản quảng cáo. Dàn tài khoản quảng cáo. Và cái số 3 là cách khám. Cách làm sao để không bị đào nhanh đó. Thì đây là những cái kỹ năng, thì tất cả các bạn sẽ cần phải có những cái điều này thì các bạn mới làm được quảng cáo Facebook. Và đặc biệt và cái này mình có thể gọi là số 0 đi, tư duy làm quảng cáo dựa trên từng nền tảng. Thì để có cái tư duy làm quảng cáo dựa trên nền tảng này thì các bạn, yếu tố đầu tiên đó là các bạn sẽ cần phải hiểu luật chơi của các nền tảng. Và tiếp theo là các bạn sẽ cần phải biết cách đưa những thứ phức tạp
thành đơn giản. Đó. Thì khi các bạn đưa những thứ phức tạp thành đơn giản, hay nói cách khác là các bạn khi các bạn có tư duy thì các bạn làm quảng cáo một cách thoải mái, không bao giờ gặp cái hiện tượng là đây đấy, chứ có mấy con viên hạn chế hết thì lấy nick đâu mà chạy cho đủ. Xin thưa, nick Facebook các bạn có thể mua 100, 1.000, thậm chí là 1.000.000 cái nick Facebook thoải mái chạy. Nhưng điều đó nó sẽ khiến cho các bạn không có cái quy trình làm một cách nhẹ nhàng, dễ dàng, đơn giản. Các bạn sẽ cần phải có một cái quy trình làm thế nào để ít cái con viên nhất, nhiều tài khoản quảng cáo nhất và không bị chết quảng cáo. Thì lúc đấy các bạn sẽ làm quảng cáo. Các bạn có thể tham khảo thêm các cái video hướng dẫn những cái bước nhé. Ví dụ như cái video mà bạn này đang comment cũng là một cái video hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo. Nhưng nó là video hướng dẫn các cái bước, các nút bấm. Các bạn bấm từ A đến Z như nào để tạo ra một chiến dịch quảng cáo. Còn tư duy để sử dụng, để vận hành thì các bạn sẽ cần phải có. Ví dụ cụ thể, mình có thể chia sẻ với anh em một cái ví dụ cụ thể như này. Nếu như các bạn tài khoản, cái nền tảng Facebook, cái quảng cáo Facebook nó giống như một con xe máy, thì nó đã được thiết kế, cái con xe máy đấy nó đã thiết kế nó đã được thiết kế sẵn đầy đủ. Việc của các bạn là các bạn phải biết, thứ nhất, cắm chìa khóa vào cái con xe máy đấy để chạy. Cái thứ hai là các bạn phải biết học cách lái xe. Và cái số 3 là các bạn phải biết học cách bảo quản của nó, hoặc là học cách đổ xăng khi nó hết xăng. Thì quảng cáo, làm quảng cáo Facebook nó cũng vậy thôi, nó đã thiết kế sẵn cho các bạn rồi. Cái bước đầu tiên các bạn sẽ cần phải biết cách để mở khóa nó, cái thứ hai là biết cách làm nguyên liệu, biết cái thứ ba là biết cách vận hành nó làm sao để nó có thể chạy được đường dài nhất, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Hy vọng rằng video này sẽ giải đáp được các cái câu hỏi khúc mắc cho các bạn. Hãy đừng bỏ qua những cái video tư duy kiểu như thế này trên kênh Facebook của Tùng, bởi vì nó sẽ là cái chìa khóa giúp các bạn làm quảng cáo Facebook một cách hiệu quả và không gặp nhiều khó khăn như bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.